tôi đã tìm thấy một loại kem đánh răng tuyệt vời. Xin chào mọi người. Hôm nay tôi đã đặt tất cả mọi thứ tôi phải làm sang một bên. Bởi vì tôi muốn chia sẻ câu chuyện mình đã tìm thấy một loại kem đánh răng mới có hiệu quả trong việc làm trắng răng và chống sâu răng. Tôi không phải đi đến nha sĩ đáng sợ vì bị đau răng nữa. Kem đánh răng này đã giúp tẩy sạch các mảng bám, làm trắng răng. Lấp đầy các lỗ hổng li ti ở trong răng của tôi mà không phải làm bất cứ điều gì. Denxin chính là loại kem đánh răng thần kỳ như thế. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ không tìm được một loại kem đánh răng tốt. Răng của tôi thực sự yếu. Đó là sự thật. Tôi không thể làm bất cứ điều gì với răng của mình. Mẹ tôi cũng thường đau răng, viêm lợi. Bố tôi bị viêm nướu răng và sâu răng mọi lúc. Tôi thừa hưởng chúng từ cha mẹ tôi. Nha sĩ đã trở thành bạn của tôi trong nhiều năm. Miệng của tôi đầy những dấu vết của sâu răng. Ở tuổi 20, tôi đã mệt mỏi vì men răng. Vì vậy, tôi quyết định tìm kiếm những cách mới để giải quyết vấn đề răng của tôi. Tôi bắt đầu sử dụng rất nhiều kem đánh răng với nhiều thương hiệu khác nhau. Tôi đã thử tất cả, dù đó là dạng kem đánh răng dạng đặc hay lỏng hay thuốc đánh răng được làm từ thảo mộc và trái cây. Hoặc kem đánh răng giúp răng trắng và mịn màng. Kết quả đủ để có thể nhìn thấy, nhưng tất cả chỉ tạm thời. Mỗi năm răng của tôi bắt đầu yếu đi và ố vàng hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng giờ chỉ còn cách làm cấy ghép nha khoa nhưng phương pháp đó đòi hỏi rất nhiều tiền. Vì vậy, tôi phải tiết kiệm tiền của tôi trong 2 năm và sau đó đột nhiên tôi đã tìm thấy phép màu. Đó chính là Denxin. Tôi tìm thấy một bài báo của một nhà khoa học đã nói với độc giả về việc điền vào các vết nứt trên răng bằng cách sử dụng kem đánh răng. Tôi ngay lập tức đã quyết định không do dự, bởi vì giá của kem đánh răng này rẻ hơn nhiều so với cấy ghép nha khoa. Tôi bắt đầu sử dụng kem đánh răng mà tôi đã chọn. Tôi rất thích bao bì và đóng gói của nó, các thành phần cũng như hướng dẫn sử dụng rất cụ thể. Denxin rất nhỏ gọn và tiện dụng, bạn có thể thoải mái đem đi công tác hoặc du lịch. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói về kem đánh răng. Kem đánh răng này khá dày đặc nhưng không bị cứng hay khó sử dụng. Nó rất mịn và cũng không gây kích ứng hoặc cảm giác khó chịu dưới bất kỳ hình thức nào. Khi sử dụng, bạn sẽ cảm nhận được mùi bạc hà tươi mát, không hề có mùi hương liệu hóa chất như các loại kem đánh răng thông thường khác. Thành phần, đây là phần quan trọng nhất. Thành phần chính của kem đánh răng này là hydroxyapatite, rất quan trọng cho men răng của chúng ta vì nó bổ sung các khoáng chất cho răng. Các loại thức ăn thừa không thể xâm nhập vào răng, gây sâu răng. Tôi bắt đầu sử dụng Dentasin thay vì kem đánh răng thông thường 2 lần một ngày. Và đây là cảm giác của tôi. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là một hơi thở mới mẻ. Tôi cảm thấy miệng tôi cứ có mùi bạc hà mãi cho đến cuối ngày. Ngay cả sau khi ăn, kem đánh răng bình thường không thể làm được điều đó, phải không? Sau khi sử dụng kem đánh răng này vào ngày đầu tiên, tôi có thể thấy rõ ràng răng của tôi sáng hơn. Mọi thứ đều tốt hơn. Kem đánh răng này giúp lấp đầy các lỗ hổng li ti ở trong răng của tôi và loại bỏ các đốm nâu trên răng. Chỉ trong một tháng, tôi không cảm thấy đau răng hơn và cũng không còn sâu răng nữa. Một loại kem đánh răng khác có thể được sử dụng trong 2, 5, 3 tháng, nhưng nó rất đắt. Vì vậy tôi quyết định chọn Denxin. Vừa tiết kiệm lại vừa có hiệu quả thực sự. Nhờ Denxin mà tôi bắt đầu nở nụ cười thường xuyên hơn và thích chụp nhiều ảnh hơn. Một hôm, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã liên hệ với tôi mong muốn được mời tôi làm mẫu cho một trang tạp chí. Trong tương lai gần, tất cả mọi người sẽ thấy tôi trên bìa của Clio. Tôi cũng suýt nữa thì quên nói với các bạn là Denxin là hàng ngoại nhập. Không được bán ở bất cứ đâu tại Việt Nam. Chỉ có một cách để mua được Denxin là đặt hàng trên trang chính hãng của nhà sản xuất. Những loại được bày bán bên ngoài các bạn hãy cẩn thận, vì đó chính là hàng giả. Các bạn có thể truy cập tại liên kết ở dưới mô tả của video này để mua được sản phẩm chính hãng.